Bên này á, bụi bầu rồi dưa leo bữa nay là nó ra trái rồi nè, trái nhiều lắm, như mỗi mắt mỗi trái á, màu dưa leo rồi mướp khổ qua hôm nay nó lên nhiều lắm rồi nè, cao rồi nè. Bắt đầu là bây giờ là hôm nay Dung á treo mấy cái dây á, mình làm cái vàng cho nó bò lên, nó không xuống chiều các bạn. Bên này là khổ qua nè, khổ qua nó lên á. Bên này là mướp nè, một thùng mướp rồi. Bên này là hai thùng bí nhĩ cá nè. Bắt đầu là leo này, leo vàng nè. Giờ là Nam anh là cắt những cái sợi dây này á để treo lên cái mấy cái đột bí, đột bầu, đột như leo rồi cho nó leo lên vàng á cô chú anh chị và các bạn. Và dùng dùng cái dây này á mình treo lên cái vàng á, bắt đầu nó bò lên. Bây giờ này dài quá phải cắt Dạ, ra, dây nó dài quá. Dạ. cắt ra khúc khúc rồi mình đưa lên đó. Nó không tiện lắm cô chú chị và các bạn, mình khỏi cần mình mua cái dây. Dây nó dài quá hả em? Cắt ra mình đo cho nó vừa, từ ở trên cao xuống nhỏ nghe mấy cái đột bầu, đột Đừng khó bí, kìa. khổ qua nước đùa nó bò lên. À, giờ anh Nam bắt thang Bắt thang lên hỏi ông trời. mấy thang hỏi rồi trồng bầu trồng bí mướp hơn năm nay Cắt hy vọng có trái. Dạ. trồng bầu trồng mướp cắt vàng làm sao? Ok. À, trồng bầu trồng mướp có vàng làm sao? Bây giờ mình cắt vàng thì mình không có cây, Không có cây thì thì mình mình dùng dây là mình dùng mình thả dây xuống. vậy đó cô chú anh chị các bạn, nó Được. tiện lắm. Bắt đầu Được. mình thả thả rồi là bầu bí nó theo cái dây đó là Ừ. nó bò lên. Thì cái mấy cây lên đây mình cái này Dạ. đó, mình cái này mình cũng rất là Còn cái awesome dây này á là nhà Dung không có mua cô chú anh chị và các bạn. Anh Nam làm trong công ty á, trong hãng á, rồi người ta cái này người ta bỏ ra. có nghĩa là Bỏ. đừng có hỏi em mua đâu, là không biết không có mua đâu, biết mua đâu là hỏi À hả? Tại người ta bỏ ra xong mình thấy á, tiện quá vậy khi đem hỏi về. dây mua ở đâu tiền bao nhiêu sao biết trả lời Không có mua. Xong rồi người ta bỏ ra tiện quá, đem về. Đem về làm cái vàng luôn. thái về cái này nó bắt đầu bí À nè bầu cô dưa chú leo nó chị và các bò lên bạn, nè chúng mình thả vậy nè, bắt đầu ấy là nó lên bí bầu nó đó. bò lên theo cái em nó bò lên thay vì bò cái Dạ. cây, mà cây là cây thì nó hơi Rồi cao quá, cao quá làm sao mình có coi được. dây nữa tiện hơn. À. Very awesome. New me. Dây chắc lụi luôn á, Vậy là chắc rồi, làm chắc rồi. bằng cái gì, nhựa nó bằng cái gì á. Chắc còn nhựa, lấy bằng nhựa. Nhựa. À, làm cái vàng tiện quá luôn này cô chú chị đó các bạn. Múc bí bầu bò lên đây đã luôn. Nha. Đó, nguyên cái vàng đó. Nó cứ thả vậy là nó bò lên, nó bò theo lên. Nha. Ok. Bên đây, vài cái nữa là xong rồi. Nha. Đó, xong rồi đó cô chú anh chị và các bạn, thấy cũng tiện ghê luôn đó. Mình cứ thả do vậy là bầu bí á, bắt đầu ấy, nó bắt cái dây đó là nó leo lên mê luôn. Đó, bên này nè, bên này dây bầu á, đó, nó theo cái dây đó là nó bò lên, mê luôn. Ok, dance. Giống Look nice, như right? cái Beautiful. Cái rèm luôn á, rèm cái màn nè. luôn á. See? Mình lấy rồi nó lên, bầu lên 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 bò lên xong cho nó bò qua vàng đây. Rồi bắt đầu trái nó rớt rớt Ừ, rớt trái rớt xuống, đây. rớt xuống rồi mình Xin hái. hái. Ồ, dạng Ok. mờ quá luôn. Ok. Xà lách đỏ nè, nhìn non mơn mởn luôn nè. Bên này là xà lách đỏ, xà lách xanh nhung đồng nhung luôn. Còn một đám rau răm là nó lên nè. Nó lên mê luôn này cô chú anh chị và các bạn. Dung chưa có ăn nhiều qua nó thành đây nó lên nhiều quá luôn. Bên đây là bưởi ớt mỡ đó, bây giờ hôm nay là cũng ra bông nhiều lắm rồi nè. Hôm nay á, là Dung hái cái xà lách này á cô chú chị và các bạn, nó cũng lên cao rồi nè. Nguyên một dãy xà lách này luôn đó cô chú chị và các bạn. Hello Dung, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay á, là Dung ra vườn Dung hái xà lách, rồi hái cần nước, rồi hái ít dâu. Rồi anh Năm làm cái vàng bầu bí dưa mướp khổ qua rồi cho nó lên đến vàng á cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là xà lách này nó lên
cao lắm rồi nè, đúng lứa rồi Dung hái luôn nè, bụi bụi mà nó bự hơn là bự luôn. Rồi Dung hái một bụi này cô chú với chị các bạn ơi, cái bụi xà lách như là bụi bông hồng luôn này, mê quá luôn, bưng cái rổ thiệt như bự luôn này, hái nhà nó đời cái rổ này luôn. Wow, non ơi là non luôn. Rau này rau sạch luôn, cắt nó non mê luôn. Cắt xong rồi là chỗ này á, có mấy bụi trà nó bọc lên nè, dùng nếu mình dưỡng cho mấy bụi trà nó lên. Wow, cái bụi này, wow, thích quá luôn nè. Rồi một rổ rau này, non ơi là non luôn, ăn ngọt lắm. Hôm nay là cái Dung hái vô á là Dung ăn liền, nó ngọt nó ngon. Chắc hai rổ quá. Bụi trà rồi đó, bụi trà nó lên rồi. Mới sáng là mình hái rau nhưng nó non, hái rau là hái rau buổi sáng, tưới phân thì tưới buổi chiều. Còn bên này á thì Dung trồng sau mấy ngày á thì nó hơi khổ nhỏ và đó thuộc thì sâu lần sâu. Next time to do it. Ngon quá luôn này. Dung hái cái còn nước luôn. Nó lên sao mà nó lên mơ quá luôn này. Cần. Rau này đúng là rau. Rau cần nước, cắt đâu lên đó, cắt đâu lên đó. Không từng sâu lên nhá. Hả? Cắt xong từng sâu lên nhá. Mà nó lên dở quá biết không? Ngon lắm, thơm ơi là thơm này. Đó là rất là dễ trồng không? Dễ trồng. Trồng một lần ăn ngoài ha. Dễ trồng các bạn phải phải chịu nước nhiều lắm. Hôm nay là Dung cắt nhiều chút xíu à. Hôm nay đem lên cho em Tùng. Tùng nó ở xa. Lâu hả? Lâu cho nhiều nhiều xíu. Cho nhiều chút xíu. Cái hai vợ chồng ăn sao mà hết. Hết à. Cho anh chị em nha. Rồng à, rồng mày ham lắm cô chú anh chị các bạn ơi. Dung á ham rồng lắm, rồng mà muốn rồng cho nhiều lên vậy đó. Tuốt con sói rồi cũng trồng. Dạ, đó. Tuốt con gốc luôn. Hai thùng là quá trời luôn. Cắt rồi á, chúng là Dung cắt sát gốc lại. Cắt sát rồi rồi bắt đầu bỏ đất. Bỏ thêm đất vô. Bỏ thêm đất lên rồi tưới nước lên thôi. Dở lắm. Nó phân phía hả? Ôi này. Cái này xào thịt bò ăn ngon lắm này, mà mình chưa ăn sống cũng được, nó ăn sống ok, ăn mì tôm ngon lắm. Này nó thơm thơm, ăn mì tôm là ngon mê luôn nha. Đó là một thùng á nghe, nhiều luôn, hái bụi đây luôn. Gì đấy? Ok. Hái thì muốn hái hết một lượt xong rồi nó lên hết lượt nó mới đẹp. Mà sợ ăn hết thì đó mà nhiều quá ăn hết. Hôm nay mình hái mình đi cho cái xong bao nhiêu luôn hả? Yeah. Mơ luôn này ha. Mơ Mơ quá luôn này. Giờ Dung qua mà, ở bên phía trước á, dâu cứ nó ra vài trái mình ra mình hái ra nó vui. Đi qua hái dâu hả? Đi qua hái dâu đầu mùa. Ở đầu mùa nữa hả? Dạ. Hôm nay là đầu mùa dâu hả? Chứ mùa đầu mùa cherry hả? Cherry đầu mùa, dâu đầu mùa. Hoa đẹp quá này cô chú anh chị và các bạn, Dung quay liền cho cô chú anh chị và các bạn xem nè. Hoa này là hoa Vân Anh á, nhìn đẹp quá luôn ha cô chú anh chị và các bạn. Ôi, hoa thiệt mà mình mới nhìn á giống như gì là hoa giả vậy. Bạn cứ nó ra như mình hái hồi luôn này, thấy thương quá luôn này. Mình mà mình trồng nhiều chắc hái mỗi ngày luôn á. Đây vô nhà ta trồng. Thương ơi là thương luôn này. Đã, Wow.
trái bự hả? Trái bự giống đi. Này trái bự. Nhưng mua ngay giống này á, trái bự, thành ra trái bự. Như rồi mình bón phân rồi nữa. Đây là còn xanh. Chuột bây giờ nó ra bông này, ra bông quá trời luôn này. Hai cái đây 50, ui da, đẹp ghê luôn này. Quá trời đẹp luôn. Wow, mê lắm chứ. Ra vườn hái là mơ lắm. Còn cái này á, cứ nó ra ngó vậy đó là dùng mình nhân giống thêm nữa đó cô chú chị và các bạn. Dùng làm cái ly đất ha. Rồi vậy bắt đầu á là mình bó cái mà nó lứt ra. Đó. Xong bắt đầu nhìn lên là mình cắt cái này mình trồng nữa. Hầu á là Dung mua có mấy bụi về, rồi bắt đầu Dung nhân giống lần lần ra này, nó ra nhiều. Ngó dâu rồi. Ngó dâu luôn. Ồ dạ, đẹp quá luôn ha. Thái này nó lên. Bông nhiều lắm, bông vừa nó ra bông mê luôn á. Quá trời bông tờ luôn. Cái này ra môi. Cứ mỗi ngày cứ ra sáng vậy cứ ra tưới là cứ nhìn nó lên nó chín chín đỏ đỏ nó đẹp. Đẹp làm sao hả? Đẹp làm sao? Chi ra vườn mình hái dâu. Đẹp quá luôn. Mơ quá luôn cô chú chị và các bạn ơi. Ôi nè, thấy chưa? Mình trồng mà nhiều chứ mình hái mình ham lắm lắm, mơ luôn. Bông này quá trời bông luôn này. Như đây hả? Như đây nè. Ngày hái như đây cũng mơ rồi. Ngày mà hái như đây là mơ rồi nè. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn nghe. Ăn thử hả? Ăn thử này. Còn rửa không? Ăn thiệt thôi, sạch lắm, bó sáng tứ. Bó sáng tứ rồi. Dung mời nghe. Ngọt nữa chưa? Ngọt, mặn bàng, đậm đà. Có cần chấm muối không? Ngon quá rồi. Nếu như có muối chút xíu nữa. Là perfect ha. Thì từng dầu ăn như muối ngon. Ngon quá. Muối ớt. Ngon. Như vậy, dầu nhờn này á. Lớn rồi nè, bắt này, đầu. Dầu nhờn ha. Còn thì mà mình hái như mình luộc mình ăn. Còn này hái là ngon lắm này. Dạ. Hôm nay mình hái rau nhiều quá thành chưa hái được. Nhìn đó, bữa sau đi, tuần sau đi. Dạ. Từng nữa là ăn rồi đến đi già. Còn cây hồng này cô chú chị và các bạn. Năm nay hồng chắc ok đó. Năm quá no good. Cô chú chị các bạn thấy không này? Cái nụ này trái nhiều lắm, quá trời luôn này. Còn bé bé tí tí à, chưa lớn. Quá trời luôn á. Trời chừng chắc mấy từng nữa mới lớn à. Hy vọng đậu hết năm nay á, mình thu hoạch mình hái cho cô chú chị và các bạn xem. Bên này là nho này cô chú chị các bạn ơi. Bên này có bụi nho này. Wow, trái chùm 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 luôn này. First time we have this grape. Dạ nghe này nó kẹt trong này. Nhiều lắm. Mấy chừng nào lớn nữa. Wow, đã quá luôn ha. Xài ghê ha. Wow. Chùm chùm. Thích quá luôn á. Cái này 3-4 cái luôn này. Mờ quá luôn. Hái luôn. Chín luôn một bữa nay. Còn này, còn trắng trắng xanh xanh đầy hết luôn. Hôm nay á. Hái đã hả? Hái đã luôn này. Hôm nay bé luôn. Cái này bé luôn. Không còn kêu luôn. Nhiều mê bỏ luôn. Bỏ lên cái cây ấy. Không, đỡ nó dập anh Nam. Dập sao đâu, rồi mình đỡ lên đá sao đâu. Có mối bụi. Một năm bảy bụi. Mê quá. Lúc mình trồng á, chăm sóc bao giờ mình hái á. Nó xuống xuống bắt mình đã hết tay. Xuống bắt xuống tay. Xuống bắt mà đã hết tay. Xuống đã tay. Ôi giời. Ôi giời, còn rau bá nó lên này. Mình cứ ra vườn hái này chút chút là đúng nó một canh này. Dạ. Rau má, rau răm, cải, dền nữa. Cải đó nữa, bên đó là cải nữa đó. Làm cải này đó, cải đó này. Cải là nó lên đó. Đây có mấy bụi gì nữa này, bụi gì bụi đậu á. Đậu quê. Trời dạ, quá trời luôn. Mơ luôn, quá trời mơ luôn. Giờ mình bưng lại chỗ này á, mình sắp xếp cho nó đẹp rồi mình bay cô chú anh chị và các bạn nhé. Mình khoe rau rồi giờ mình bay cô chú anh chị và các bạn
để cô chú anh chị và các bạn xem, rồi cô chú anh chị và các bạn nhớ ủng hộ kênh Dung Rít Minh nha, để cho Dung có động lực à. Dung làm rau, Dung làm một vườn rau đẹp, rồi Dung vô bếp Dung nấu ăn. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Buổi sáng Dung ra vườn hái ít rau xà lách này còn nước, rồi là hái ít dâu, rồi anh Đâm làm cái vàng bầu bí bướp thả cái dâu nhà nó lên đó. Dung muốn chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Thank you, bye bye and see you next video.